Chào bà con cô bán chị nha. Thì sẵn chuyến nay qua Tân Hồng và mình có nhờ chị này đây, thì được biết hoàn cảnh của dì Chính đây nè. Dì Chính thì không có con cái hết mà đi bán vé số. Thì hồi nãy là chị này nè đi vô chợ rước dì về, và một chút xíu nữa mình sẽ đi vào nhà của dì Chính ở bên đây nè và tìm hiểu về hoàn cảnh của dì luôn nha. Dạ bây giờ mình đi vô thôi dì. Từ từ, xe gì. Ủa hồi sáng giờ dì bán còn cái số không? Còn, mà nãy tôi đi tôi gửi lại cho cái chị đó bán giùm. À, một ngày dì bán được bao nhiêu tờ? Không mấy chục tờ. Được 50 tờ không dì? Không, có 30 mấy tờ. À, vậy là hồi sáng giờ dì bán được bao nhiêu vậy? Bán mới có mười mấy 20 tờ. Còn lại dì gửi cho người ta hả? Gửi cho mấy chị bán chung đó. Mấy chị bán giùm. Dạ. Là cái nhà này là của gì? Dạ. Thấy nó vậy chứ nó sụp hết trơn à. Ủa chị, nhà này là của gì hồi đó ở giờ, đó giờ hả chị? Dạ, hồi đó ở cái nhà kia kìa, cái nhà này bên chị là cho. Bên của mình cho nhà tình thương á. À nhà tình thương ha. Nhà tình thương á. Dạ. Cắt lên rồi hồi đó tới giờ vậy đó thì bỏ vậy đó, giờ nhà nó cũng xuống cấp hơn. Cắt lâu chưa chị? Lâu rồi. À. Ê trời, từ từ. Tối gì ngủ dưới đây á hả? Ủa sao gì không ngủ lên giường? Giường đâu có. Ờ, bên đây mình đâu có giường. Không có giường. À. Ở gì ngồi đi gì? Gì ngồi đi, trời ơi, đi bán rồi sáng giờ. Vậy nhà gì có nước uống không? Có nước uống không? Còn có nước uống cho gì Diệu? Dạ có nè. Để con nước gì cho Diệu? Nước cầu. Con nước không? Gót nước đi đi. Cái này nè chị. Cái ly. Chưa uống cái gì ăn cơm ở đâu? Chưa đi bán gì rồi mình ăn cơm ở đâu? Xin cơm từ thiện. Xin cơm từ thiện luôn. Đang chợ nó có cơm từ thiện hả? Dạ có, chứ ở đây chạy vô cũng có. Thì Diệu uống dữ uống nước cho khỏe đi chị. Cảm ơn cậu. Rồi bán rồi tới chiều mới về nhà. Đừng có sáng giờ mới bán được mười mấy tờ hả? Dạ, bán tới 8 giờ mới có về. Chị ngồi xuống đây đi chị. Thường là gì đâu có nấu cơm à? Không. Về nhà nấu cơm ăn, tao nấu cơm ăn mà. Có bữa thì quên mua gạo cái không có nấu. Quên mua gạo không nấu? Dạ. Rồi chắc chưa thì mình ăn cơm tiệm. Không. Ăn cơm từ thiện. Từ thiện. Từ thiện người ta cho luôn á. Xin ăn. Xin người ta cho hả? Như là người ta nấu người ta cho á. Dạ. Cái mình đi lỡ mình nói cho tôi hộp cơm người ta cho. Người ta cho luôn. Dạ. Người ta biết hoàn cảnh mình nghèo á. Dạ. Vậy là dì Chín năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 60 mấy tuổi rồi, gần 70 rồi. À, gần 70 tuổi rồi. Dạ. Hồi đó giờ tôi sống mà gì đó. Không có con. Dạ. Không có chồng. Không có chồng. Anh chị em mình có gì? Có mà nghèo quá, giờ mình nay nó đi làm kiếm sống. Dạ, cũng hiện tại thì mình cũng chỉ ở một mình tôi thôi. Dạ. Đi bán về cái tối trải chiếu ở đây dân mùng ngủ. Sáng cái 4 giờ đi nữa. Mình ngủ ở đây con thấy ẩm thấp, dễ bị bệnh. Đúng rồi, dễ bị bệnh. Đi bệnh viện liền. Cái nền gạch tàu này chứ nguy hiểm lắm. Với lại cái gai chỗ này con thấy cũng dơ nữa nè. Cái này chẳng qua miếng ngủ ở đây mình lót cho đỡ thôi. Dạ, cái cảnh của mình không có thì phải chịu vậy thôi cậu. Chỉ có được cái nhà thì hơi đỡ à. Nhưng mà ở trong thì không có gì. Sạch hết trơn rồi, sạch hết rồi. Này để tối vừa ngủ thôi chứ đâu có gì đâu mà xài. Không có gì đâu. Sạch hết trơn. Nó mất tới tôi, trời giông mưa lắm, tôi sợ nó đè tôi. Dì ngồi đi, để con quay sơ cái nhà cho. Toàn là đồ đạc, chén bát này là của người ta cho gì hết hả phải không vậy? Người ta cho, chứ tôi đâu có tiền mua.
Một ngày như vậy là về bán chừng vài chục tờ à? Dạ đâu có bán nhiều, đâu có đi lợi người ta đâu. 2 giờ nó nhất nè, đi bệnh viện. Ủa chị, mới về. Từ đây mình đi là chợ hồi nãy chắc cũng hơi xa. Ở thì hơi xa vậy đó. Chắc cũng gần 2 cây à, 1 cây mấy, gần 2 cây. Cây mấy số. Thì bán dài dài, ngoài này bán dài dài vô. Dài vô, vô cái gì, đi dài gì. Thường thường như vậy á, dì bán tới mấy giờ mới hết? Thì bán cũng 4 giờ mấy, giờ cái mình chờ chủ thầu đem lên cái... Lấy giấy số ngày mai. Giấy số là ngày mai đi về, đi là dài gì, về tới đây cũng cỡ 8 giờ. Dạ, rồi dạ. Chiều về dì mua đồ ăn gì nấu? Đồ ăn đâu có tiền đâu mua, ăn bị bả nước tương muối đồ vậy đó. Vì nhà mình chỉ yếu ăn nước tương nước mắm này với cơm. Dạ, nấu cơm ăn có bữa thì nấu, có bữa thì nói đúng ra là bán không có lờ là không dám mua gạo đó. Dạ. Đi xin cơm từ thiện ăn. Tại vì bán giấy số rồi cái nhiều khi bị mất. Mất giấy số. Nó dính đó. Không có lờ. Mình không thấy đường đó, cái nó lấy nhiều, cái nó nói ít. Bán mấy chục tờ, lời đó có mấy chục ngàn. Có mấy chục ngàn. Đúng rồi. Bữa nào mình lấy một tấm thì em lỗ mẹ luôn. Đúng rồi. Tấm lời này chỉ có 1 ngàn. Hoàn cảnh tôi cũng khổ lắm cậu ơi. Mà cái giờ mình sống mà một mình thì số phận phải chịu thôi, biết sao vậy. Một mình nhưng mà cái độ tuổi của vậy là thuộc dạng là hết độ tuổi lao động rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày nào cũng phải đi bán giấy số. Dạ, mình cũng phải bư vào kiếm sinh nhai chứ làm sao giờ. Dạ. Rồi hàng xóm hay là bà con nào người ta biết hoàn cảnh của dì có giúp đỡ gì nhiều không? Cũng không có giúp đỡ gì, ở đây chung quanh người ta cũng khổ hết trơn, đâu có ai có như mình đâu, đâu có mà cho mình đâu. Dân này, ở dân Bà Kinh này nói vậy. Dì có địa phương á. Có quà của vợ. Lâu lâu có quà để có cho. Dạ. Cho xã cũng ưu tiên. Cho gạo đồ mà giờ đi chở cũng đâu được đâu. Dạ tôi không nấu. Đúng rồi. Em phải cũng chở đi về cho về cho tới nhà. Nếu như mà người thường thường người ta cho gạo mình phải lại tại đó mà lấy. Nếu mà lấy 10 ký gạo mà đem về nhà. Hơi khó khăn. Cũng này không được. Dạ giả sử như mình biết nhà của vậy đây. Thì mình đem lại thì về. Đem lại cho, thôi mượn người nào đó chở đem ra. Dạ, cô bác nào cho thì thấy khổ, tội nghiệp cho thì... Dạ. Tại bữa nay con với chị này ghé rồi dì mới về sớm. Dạ. Do trước, thôi mất trả lời đó chứ, nãy cho trước cô dứt tôi đi là cô phải trả tôi lại à, bị con giấy số. À, chỉ gỡ thôi, một lát quay trở lại bán tiếp. Dạ. Tôi nói cái gì này lạ quắc kêu tôi đi đâu. Ủa, dì biết chị này không? Không. Chị này biết ở xã thôi chứ không có bà con. Không có quen biết gì đâu, lão quất. Chị này làm bên chị làm bên gì em quên chị. Mặt trận. Gặp có gặp lần thì cũng không có nhớ, cái độ nhớ của mình không có nhớ. Mặt trận Tổ quốc chị. Không có nhớ. Sao gì chảy nước mắt vậy? Con mắt nó bị hư, không thấy đường. À. Con tưởng gì khóc. Thằng con thấy chảy nước mắt. Thấy đó bị nổi cơm á. Bây giờ vậy đi, trước giờ là mình ngủ dưới gạch này. Dạ. Còn thấy không, tóc với lại đây không được sạch sẽ nữa. Dạ. Bây giờ ví dụ như có cái giường thì mình ngủ trên giường ha. Dạ. Cái giường cái gì, tối giờ ngủ gì có giăng mùng không? Có giăng mùng. Có giăng mùng. Rồi bằng ngày sáng gì đi gì cuốn hết. Cuốn hết rồi tối mới giăng. Tao về quét cái dòng cái sạch sẽ đi văn rồi cái chiều về nó cũng khác bụi vậy đó, hay ngay đó vậy đó. Đúng rồi, chỗ này ẩm thấp dơ quá, bụi. Dạ. Cúc ngoài sao mình có xài, có ra ngoài sao không gì? Có như sao mà đâu có ở được nè. Chỉ là mình xài cái khu vực này thôi. Dạ. Rồi nước nôi, nước sinh hoạt. Ở trước đó. Chỉ là khúc ngoài sao là không có đụng tới luôn, từ cái cửa. Bởi vì nó hư rồi, ở đâu có được. À, bây giờ mình chỉ có nước sinh hoạt rồi mình xài ngoài trước. Rồi tắm rửa rồi cũng ở ngoài trước luôn. Yeah. Bây giờ không có cái giường để coi về, con sẽ đằng sau là thì con sẽ cho gì cái giường ha, để về ngủ trên giường. Dạ, cậu cho cái gì thì tôi mang ơn cái này. Có cái giường mình ngủ ở trên nó sẽ đảm bảo mình hơn. Yeah. Còn mình ngủ dưới gạch thì tại vì gạch này cái gạch tạo này ấm lên đâu có tốt đâu. Yeah.
đâu 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 gì vậy con gà này đó mình gà được không? Đi, được đó đắt không à? Đi coi chừng nó sạch nó. Đây là cái khúc ngồi sau bếp của mình đó. Dạ. Bởi vì nè không có da được. Mưa lớn có tạt không vậy? Tạt hết trơn à, ở không có được. Không có nghĩ nếu như mà khúc ngoài sau như vậy mình không có xài nữa, mình xài khúc trước thôi. Còn cái khúc này mình bỏ luôn đi. Ừ. Thấy cũng không cần, thấy cũng không có nấu nướng gì. Ừ. Đâu có nấu nướng gì đâu. Dạ. Thì đâu có nó. Đúng rồi, cả cái khúc này ví dụ như tạt thì mình nữa mình dừng cái cửa bích này luôn nè. Đó. Còn cái khúc này mình sửa thì cũng không có tác dụng gì nữa. Nó bỏ. Cũng bỏ. Đúng rồi. Làm mình sửa lại khúc trước này mình để cái giường mình ngủ đó trước được. Đúng rồi. Chủ yếu là cái giường đó mình nằm, còn cái mà ăn uống này cũng không có cần thiết. Dạ. Ngoài sao nữa cái gì mình dừng nó lại nó vậy. Dạ. Dạ đúng rồi. Còn cái khúc này tại vì á vì có một mình nè à, dạ. Mà nấu nướng là bất tiện mình đi bán tối ngày nữa. Đúng rồi, dạ. Đi bán tối ngày để ví dụ mình ăn ngoài tiệm hay là mình ăn từ thiện sẽ hay hơn. Dạ. Chủ yếu là có nước, với nước mình mà trước mình có xài phải không vậy? Dạ, đúng rồi, mình cũng không có nhất thiết. Dạ. Chủ yếu mình cái nhà mình nè, với cái chỗ để mình ngủ. Dạ. À. Có gì thế mình ở cũng được. Nhưng mà ban ngày còn thì cũng có ở nhiều, mỗi ban đêm về thì đúng rồi, tối gì ngủ. Vậy chuyến sau ông lên cũng sẽ cho gì cái giường ha. Dạ. Cái giường để mình ngủ ngoài trước đây nè. Dạ. Mình khỏi nằm dưới gạch. Dạ. Cho không có bị ảnh hưởng cái hơi đất dưới lên đó. Dạ. Dạ, rồi hàng ngày thì vì chủ yếu về ăn tiệm chứ gì lớn tuổi rồi đâu nấu nướng gì được. Tiền đâu ăn tiệm, ăn từ thiện. Ăn từ thiện chứ lộn. Dạ. Dạ, rồi ở đây con có 3 triệu đồng này ha. 3 triệu này là của Mạnh Thường Quân gửi cho con để con giúp đỡ cho vậy ha. Rồi dì cất cái số tiền này về để dành đó, để dành những lúc ốm đau vậy đó. Rồi mình để mình mua mình thiếu cái gì để mình ăn uống. Dạ. Yeah. Ha. Đó. Mua sữa, mua đúng đồ, rồi, uống sữa bọn rồi đó. Mình đó mua sữa đồ uống cho. Rồi mình cất tiền mình phòng thân. Đó để có cái gì để mình sẽ có mình xài liền. Dạ. Rồi còn cái giường á thì chỉ sao không lên. Hứa với gì sẽ cho gì cái giường. Dạ. Cái giường để mình khỏi ngủ với gạch. Dạ, cảm ơn chồng. Dạ dạ. Chủ yếu là nhiêu đó thôi. Dạ. Có tiền đó là cái đồng triệu của mình đi giấy sơ mình lấy tiền giấy số mình lấy mình trả tiền mặt cho người ta đi. Dạ. Cái đầu mình lấy mình trả tiền mặt thì nó lời nhiều một chút. Ủa? Thay vì em không có tiền á thì em lấy của người ta là cái giá lời được ép. Có 100. À. Nha, lời 100 mà nếu mà em trả tiền mặt thì em lời được 200. Ờ. À. Đó vậy đó. Yeah. Giờ cái chiều mình chiều nay mình lấy giấy số mình trả tiền cho người ta đi. Ha, cái mình làm cái này nè, mình cái này của chú này yeah, mình làm vừa vốn. Cái này mình để mình làm vốn với lại mình phòng thân nữa. Mình bán ngày 30 tờ thì mình cứ lấy ngày 30 tờ thôi chứ mình đừng nói mình thấy có tiền nhiều cái mình lấy nhiều lỡ mình bán ấy mình lỗ. Mình bán vừa sức của mình. Rồi cái tiền đó dư cái đầu mình mua sữa rồi sáng á mình trước khi mình đi bán á mình uống một ly sữa thì cái mình hãy đi bán. Xin cảm ơn hai cậu với cô. Dạ. Cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm mang ơn. Dạ. Rồi cái giường thì con hứa với vậy thì đợt sau con lên con sẽ cho gì cái giường luôn. Yeah. Để cho dì ngủ cho nó đảm bảo hơn. Yeah. Vậy ha. Yeah, xin cảm ơn. Rồi bây giờ dì đi bán tiếp hả dì? Dạ, yeah, cảm ơn hai cậu với cô. Dạ. Yeah. Dì đi bán tiếp ha. Dạ. Yeah, đi bán thì đi theo nó chị đây. Dạ. Yeah. Chị chở dì ra ngoài ha. Dạ. Yeah. Rồi tụi con chị này chở dì ra ngoài chợ bán. Dạ. Yeah. Rồi tụi con về. Còn đi nữa. Dạ, yeah, tụi con còn đi chỗ khác nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi gì là phải ha. Dạ dạ. Trả lại y chỗ nãy trả lại để không thôi người ta không biết cái ta nói trả đi đâu. Chị cất vô túi cho kỹ. Dạ bỏ vô đây. Dạ. Giờ đi bán đi ha. Giờ đi bán tiếp. Không biết cái này.